It's Manny. Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành thu một số sample. Và trong video này mình sẽ cho các bạn xem làm thế nào để chúng ta có một cái bộ sample riêng của mỗi người. Và chúng ta không phải sử dụng cái sample chúng ta phải đeo trên mạng nữa. Xin mời các bạn cùng xem video này nhé. Ok, đầu tiên là mình thu cái này đi. Yeah. À, đi xuống coi phúc rồi có gì thu không? NANI?! Sai, sai. Good. Go, go. Go, go. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Ok, và tiết mục thu sample của chúng ta đến đây là hết. Bây giờ mình sẽ đem cái sample này lên studio để xem mình có thể làm được cái gì với cái sample này nha. Bye bye. Hello, xin chào các bạn. Manny đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn comment trong cái bài post lần trước. Các bạn hỏi về sound design khá là nhiều. Nên hôm nay mình sẽ làm một cái video về sound design. Và mình không biết giải thích sound design như thế nào. Nhưng mà ngắn gọn sound design nghĩa là các bạn có thể dùng một cái sound bất kỳ và có thể chế thành một cái sound theo ý mình muốn. Thì như các bạn thấy trên màn hình hiện tại, đây là cái bài nhạc nằm trong cái sample challenge mà mình post trên MCMA Group. Thì cũng khá đông bạn tham gia. Thì mình cũng với tư cách là người mở ra cuộc chơi thì mình cũng phải tham gia cái cuộc chơi. Thì hôm nay mình sẽ break down cái project này ra. Đây không phải là một cái dòng nhạc mình làm commercial mà mọi người hay gọi đây là nhạc xì ke. Đây là cái style nhạc mà mình hay thường làm kiểu groovy house. Thì trong bài nhạc này, như đầu video các bạn thấy là mình đã đi thu rất là nhiều cái sample, toàn bộ là dùng tay đập vào trong những cái dụng cụ hoặc là cửa hoặc là tường, đập tay đồng nghiệp chẳng hạn. Thì cái này nó cũng không có gì mới, nhưng mà cái mình muốn giới thiệu cho các bạn là mình chỉ dùng những cái sample đó thôi và finish cả bài nhạc này sử dụng những cái kỹ năng về sound design. Và bây giờ mình sẽ mở cái project lên và mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình thiết kế những cái sound này như thế nào. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy nghe qua một lần những cái gì các bạn sẽ nghe. Mình sẽ giải thích kỹ về cách mình design nó. Và bây giờ chúng ta hãy nghe cái bài nhạc này trước ha. Ok, và các bạn đã nghe bài nhạc. Bây giờ mình sẽ đi vào mình nói từng cái element, từng cái nhạc cụ trong bài nhạc này mình làm như thế nào. Thì mình sẽ đi từ trên xuống. Thì đầu tiên ở đây mình có một kick.
Thì cái kích này được làm từ một cái sao nó gần giống một cái kích, mình lựa một cái sao gần giống cái kích nhất có thể. Thì cái sao mình chọn đó là cái sao mà mình đập tay vào trong vách tường. Thì để mình tắt hết toàn bộ effect, mình sẽ play. Sau đó các bạn nghe từng, mình sẽ bật từng chức năng lên và các bạn sẽ nghe ha. Đây là cái sao gốc. Thì cái sao này các bạn nghe nó, bạn nghe nó gần như là một tiếng kích rồi, nhưng mà nó khá là mỏng. Nên mình vào trong cái phần pick oscillator, mình bật oscillator lên và mình chọn FM modulation. Sau đó thì mình dùng cái scene 4, mình modulate với cái tiếng gốc của nó. Thì modulation nó có nghĩa là dùng một cái sóng scene hoặc là một cái sóng hình sóng khác, và mình sẽ điều khiển cái sóng có sẵn, ở đây là một cái sample. Sau đó mình pick envelope nó cho là 12 semitone, để khi mà nó pick từ trên xuống dưới thì nó tạo ra cái attack của cái kích, thì nó sẽ nghe như thế này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bật filter. Không, ở đây mình không dùng filter modulate, thì mình chỉ có là FM modulate, sau đó mình pick envelope nó. Rồi, sau đó mình cho qua một cái EQ để mình đẩy sub lên cho nó. Rồi, tiếp theo là một cái drum bass. Thì ở đây mình chọn cái boom. Rồi mình chọn tần số là 50 Hz, dry wet là 32%. Thì cái boom này là nó, khi các bạn chọn một cái tần số, nằm cái tần số nào đó, và các bạn đẩy cái boom này lên, thì có nghĩa là nó giống như một cái resonant vậy đó. Nó sẽ boost cái tần số đó lên, thì nó sẽ tạo ra cái âm chủ của cái tiếng kích đó. Rồi mình chọn dry wet là 32% để nó không bị overload. Rồi tiếp theo là một cái compress. Rồi một cái utility, chọn là mono để chắc chắn là cái sao kích của mình là mono. Và sau khi tất cả những cái plugin được bật lên thì nó sẽ nghe như thế này. Rồi, đó là cái thứ nhất. Tiếp theo là cái clap. Thì cái clap mình cũng dùng một cái sample, sao nó như thế này. Đây là, mình nhớ không lầm thì đây là cái tiếng mình đập tay với bạn Phúc thì phải. Rồi, tiếp theo là soft, compress, transmission, xong rồi transient shaper để mình giảm bớt cái attack. Rồi transient shaping at hand của drum bass, sau đó là EQ, một ít reverb. Rồi sau đó là một cái, tiếp tục là một cái compress, và sau nó thế này. Chát, chua chát hơn, có thêm reverb. Rồi, và tới hi-hat. Thì hi-hat ở đây mình dùng khá là nhiều thứ ở trong cái hi-hat này. Rồi, đây là cái tiếng mặc định trong cái hi-hat, cái tiếng sao mình dùng. Đây, cái tiếng sao gốc cũng là một cái sample rất là nhỏ, nghe nó rất là chua chát. Thì mình bật cái oscillator FM module, sau đó mình chọn type là square D, modulate. Rồi, pick envelope, filter, cắt đi những tần số thấp. Và mình chọn tiếp theo là LFO. Thì LFO này mình map với volume 34%. Và mình chọn cái random style. Thì để cái LFO này nó sẽ điều khiển cái volume của cái sound này, cái sound đầu ra, để nó tạo cái cảm giác grooving, cái cảm giác như là đang có người chơi thật, một cái hi-hat thật. Và mình chọn cái wide này là 100% để cho cảm giác stereo. Tiếp theo là một cái tiếp theo là một cái repeat, beat repeat. Thì mình dùng cái preset thôi, là thì nó sẽ cho cái cảm giác sao nó sẽ lặp lại theo một cái chiều nhất định. Các bạn thấy nó sẽ add thêm một vài note nữa mà random. Rồi một cái vocoder làm cho nó mịn cái sao lại, phaser, OTT, và cuối cùng là EQ. Đó. Rồi, tiếp theo là ride. Đây là tiếng ride. Thì cái tiếng ride này nó xuất phát từ cái tiếng này. Cái tiếng này nó cũng khá giống một tiếng ride rồi, nhưng mà nó không có cái open giống như cái ride thật mà các bạn đánh, có cảm giác nó open hơn. Cái này nó hơi bị giống như slow hi-hat nhiều hơn. Thì mình add một cái noise
frequency modulate tiếp. Peak. Nó bắt đầu cao lên rồi, sau đó mình filter ngược trở lại để nó giảm đi cái hatch của nó. Rồi, tiếp theo là LFO. LFO 2 cũng map với volume luôn. Thì bây giờ mình có cái cảm giác cái ride này nó open hơn. Rồi, tiếp theo là cái bay. Rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái bay này lại dày vậy? Cái bay này làm gì mà dày kinh khủng vậy? Thật sự nó cũng không có gì ghê gớm. Mình để mình tắt hết những cái plugin này ha. Sorry, nhiều plugin quá. Rồi, đây là cái tiếng gốc của cái sound của nó. Cái tiếng này giống như cái tiếng mình gõ vô một cái cửa gỗ hay cửa thang máy gì đó. Mình quên rồi. Mình chỉ thấy cái sound này hay, mình lấy nó ra. Tiếp theo, frequency modulate. Khi làm việc với sample thì chúng ta không có cách nào khác để chúng ta là chỉ có frequency modulate. Chọn cái type phù hợp cho nó để chúng ta module nó. Rồi pick, đẩy nó lên. Đó, bắt đầu có hàng tắt rồi. Sau đó, filter. Nó sẽ ra được một cái sound như vậy. Thì cái sound này bản thân nó bị thiếu sub. Nên mình tạo thêm một cái sub nữa là mình dẫn lấy tín hiệu này và mình bỏ một cái pick MIDI effect. Mình trừ nó xuống 12. Ở đây mình chọn một cái operator, mình chọn là so đi. Sóng là so đi. Rồi sau đó mình EQ. Nó sẽ ra sao như thế này. Ok. Ok. Các bạn nghe nó có sub rồi nhưng mà nó chưa đủ cái độ dày, chưa đủ cái độ sướng. Nên mình bỏ thêm một cái saturator. Đó, bắt đầu nó dơ hẳn lên và compress nó lại. Dày lên nữa. Rồi, sau đó là một cái frequency shifter để mình sử dụng cho effect. Tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy mình sử dụng cái effect này ở chỗ nào. Rồi, tiếp theo là EQ. Rồi, tiếp theo là cái LFO để cho nó sidechain với kích. Còn cái reverb này mình chỉ sử dụng khi mình effect thôi. Còn cái frequency shifter này á, mình dùng ở những cái điểm như các bạn thấy trên màn hình á, là mình vẽ automation để cho nó chạy lên chạy xuống, làm cái character sound của bay nó thay đổi như vậy. Đó, so với tiếng gốc. À, kiểu nó chạy. Rồi, một cái quan trọng nữa đó là cái lead. Rồi, cũng để mình tắt hết những cái sample, những cái plugin mình sử dụng. Rồi đây là tiếng gốc của nó. À, tiếng đó là hài. Rồi tiếp tục frequency modulate, pick, envelope, filter, là FO2. Rồi, transient shaper để tạo cái attack. Rồi mình sử dụng một cái plugin của Filter Freak. Thì nó là một cái kiểu như auto filter gì đó, nó sẽ chạy theo một cái quãng lặp đi lặp lại. Các bạn nghe nó có những cái resonance nó chạy ở trên. Rồi tiếp theo là cái OTT. Rồi tiếp theo là cái compress. Rồi một cái compress nữa. Lại thêm một cái compress nữa. Tiếp theo là một cái EQ. Tiếp theo là reverb. Tiếp theo là lấy bao tôn. Tiếp theo là utility để cho cái bay nó về mono. Rồi. Tiếp theo là cái lead khác. Thì tương tự như cái kia, mình chỉ duplicate nó ra thôi và mình thay đổi ở cái phần frequency modulation. Mình chọn qua cái square 4 và còn lại vẫn như cũ. Đừng nghe điện thoại nha. Rồi, đó là những cái sound chính mình sử dụng. Bây giờ là tới phần effect. Thì có cái phần effect, đây là cái effect build up. Rồi, thì cái này là cái kỹ thuật gọi là
reverb, reverb, reverse. Có nghĩa là mình thu lại cái sound lead này, một nốt của nó. Sau đó thì mình reverb cái sound này, reverb cái sound lead đó lại. Rồi mình bỏ một cái reverb, mình đặt maximum reverb luôn. Decay thật là dài, quét 100%. Rồi sau đó mình flatten nó, cho nó thành một cái file audio. Sau đó mình mới lấy cái đoạn reverb mà được flatten đó, mình mới reverb ngược trở lại để mình tạo ra cái sound này. Rồi mình đặt một cái EQ để mình cắt đi những cái low, autoband, automation đó, cho nó chạy. Rồi tiếp theo là frequency shaper để mình tạo ra cái effect như thế này. Đó, rồi. Đó là cái này. Còn một cái nữa, đây là cái sound cũng là một cái sound effect build up. Rồi, cái sound này thì mình sử dụng cái tiếng mà mình thu được, đó là cái tiếng máy lạnh. Các bạn có xem ở đầu thì các bạn sẽ thấy có một cái tiếng máy lạnh. Thì mình bỏ vô một cái sampler và mình để một cái note MIDI thật là dài. Đây là tiếng của nó. Đó, đây là cái tiếng máy lạnh. Mình thu lại, mình boost nó lên, sau đó mình apply frequency modulate. Gắt ha. Sau đó filter. Rồi, ở phần modulation này thì mình apply LFO vào frequency filter và volume 100%, spin 50, và mình automation cái frequency này cũng là stereo LFO luôn, thì nó sẽ ra được cái tiếng như vậy. Rồi mình thấy một cái effect đó là resonance của Ableton và một cái EQ. Rồi hết thì nó sẽ ra được sound như thế này. Rồi mình mới flatten cái sound này lại, có nghĩa là mình thu nó lại thành một bản audio, sau đó mình reverse nó ngược trở lại và mình đặt một cái fade in cho nó, thì nó sẽ được một cái build up, một cái sweep up theo ý của mình. Rồi còn một cái cuối cùng đó là cái noise. Thì đây là cái noise. Mình sử dụng một cái operator, mình đặt cái lồng white noise, flanger, automation, decay time và feedback. Thì nó sẽ ra sound như thế này. Rồi sau đó mình bao nó trở thành một cái file audio như bình thường. Và cái file audio đó mình lại bỏ thêm cái echo của Ableton và frequency shaper. Phía trước mình đặt một cái autoband để mình automation cái ray của nó để nó chạy qua chạy lại. Và chúng ta đạt được một cái sound như thế này. Ok, đó là tất cả những cái gì mình làm khi mà mình có những cái sample này và mình sử dụng toàn bộ sample đó để mình làm được cái bài này, áp dụng những cái kỹ thuật về sound design. Thì thì đây là những cái kỹ thuật cũng nó không quá khó, nhưng mà nó đòi hỏi các bạn phải có một thời gian để tìm hiểu kỹ về nó và biết những chức năng trong Ableton là cái gì. Thì trong video này mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn thấy, các bạn không cần những cái plugin quá fancy hay là những cái plugin phải bỏ tiền ra mua, mà các bạn có thể sử dụng những cái có sẵn trong Ableton. Và với những cái micro hay là điện thoại các bạn có, thì sau đó các bạn chỉ cần thu và các bạn bỏ vô trong những phần mềm như Simpler, Sampler gì đó. Và với những kỹ thuật và kiến thức về Ableton, các bạn hoàn toàn có thể design ra những cái sound rất là độc đáo, giúp cho bài nhạc của các bạn nó có một cái màu sắc riêng, có cái tính nghệ sĩ, cái tính cá nhân nằm trong cái bài nhạc của mình hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Nếu các bạn thích những cái video như thế này thì các bạn có thể comment vào bên dưới để mình có thể biết và mình có thể làm thêm cho các bạn những cái video về sound design. Và các bạn thấy hay thì hãy like và share cái video này. Đừng quên subscribe kênh của mình để đón theo dõi những cái video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.